dành cho chị Thảo Tâm ạ. Thì trong cái phim thì cái đoạn mà cô Lê Khanh ý là mẹ Hằng tát Ánh Dương ấy, thì rất là thật và cảm giác cũng rất là đau. Vậy thì trong cái trải nghiệm thật sự của Tâm ấy, thì Tâm có những cái mâu thuẫn hay là với mẹ như vậy không mà có thể thể hiện được cái cảm xúc thật đó như vậy? Cảm ơn câu hỏi của bạn rất là nhiều. Thảo Tâm muốn bật mí một chút về những cú tát mọi người thấy trong phim đó, tới giờ kể rồi nè. Thì như mọi người đã thấy thì ở trong phim nó cũng có một vài yếu tố hành động. Chị từng chưa được xem nhưng mà lát nữa sẽ thấy nó cũng máu lửa lắm. Tại vì Thảo Tâm xin được bật mí luôn là những cú tát của mẹ Lê Khanh và Tâm tin là những cú tát của chị Khánh và lên phim á, là tát thiệt. Và tổng cộng là Tâm đã hưởng 17 cú tát vào bên phía má bên tay trái của mình. Và vấn đề là kiểu không có ước gì là mọi người tát hai bên cho nó đều, nhưng mà thật sự nó tát có một bên à, xong về nó sưng có một bên nhưng mà đó đó là cái trải nghiệm mà Tâm có với lại Lê Khanh. Nhưng mà thật sự là cái cảnh đó là một cái cảnh rất là cảm động em không quay. Và Tâm nghĩ là cái cảm xúc mà con có từ cái cảnh quay đó thì nó đến rất là nhiều từ cái tương tác của hai mẹ con mình. Nhưng mà phải công nhận là đúng là nó có làm cho Tâm nhớ đến mẹ mình. Thì thật ra là Tâm nghĩ về phần Tâm thì Tâm thấy Fanny như là một cái phép ẩn dụ lớn hơn cho những câu chuyện lớn hơn là chỉ câu chuyện của bộ phim. Thì những cái mâu thuẫn của hai mẹ con Hằng và Dương á, thì nó dấy lên một cái chuyện là chúng ta khi mà chúng ta yêu thương sai cách á, thì chúng ta rất là dễ làm tổn thương nhau. Và dù là những cái cú tát thật của mẹ Hằng hay là những cái lời nói làm tổn thương từ phía Dương hay là từ phía mẹ của mình, thì nó đều là những điều có thể xảy ra cho một gia đình. Thì thật ra là Tâm với lại mẹ Tâm là cô Chi thì rất là thân với nhau, là hai chị em cảm thấy là nói chuyện với nhau được như những người bạn. Nhưng mà trong quá trình Tâm lớn lên thì Tâm rất là giống Ảnh Dương ở một điều là Tâm là một đứa rất là cứng đầu và Tâm cũng là một đứa rất là cá tính, cho nên là đôi khi trong cái sự sốc nổi của mình thì Tâm cũng đã từng nói với mẹ những lời tổn thương rồi và mẹ cũng đã nói với Tâm những lời tổn thương. Nhưng mà cái tâm ý thì chưa bao giờ là để gây tổn thương nhau cả, nhưng mà sự tổn thương đó là có, thì đó là cái mà động lại trong Tâm nhiều nhất trong cái cảnh quay này. Bộ phim đã tạo cho mình cái cảm giác là bộ phim sẽ nói về cái vấn đề liên quan tới Gen Z hoặc là mạng xã hội, nhưng khi mà đi sâu vào bộ phim rồi thì lại thấy những cái vấn đề về mâu thuẫn giữa phụ huynh và con cái, những cái mâu thuẫn đặc trưng trong gia đình châu Á rất là nhiều. Tuy nhiên đến đoạn cuối thì việc tập trung quá nhiều vào các twist cũng như là hình ảnh người mẹ trở nên khá là đáng sợ thì cái thông điệp cuối cùng của bộ phim bỗng nhiên trở nên rất là mình thật sự là hơi khó khó thể hiện, khó hiểu. Thì cô Lê Khanh là người đảm nhận vai diễn mẹ này thì cô cảm nhận như thế nào về thông điệp chính của bộ phim ạ? Dạ, xin được cảm ơn câu hỏi của chị và bây giờ xin phép được nhường micro cho nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh. Cảm ơn con đã hỏi. Về cái ấn tượng của người mẹ đến phút chót ấy, nó đáng sợ một cách bất ngờ. Thì đây là cái chủ ý, cái ý đồ của đạo diễn, thì có lẽ cái phần tại sao lại muốn như thế thì xin nhường cái lời cho đạo diễn. Còn thì với tư cách là một người mẹ nói chung, mà đặc biệt là người mẹ này ở trên phim và có Lê Khanh ở ngoài đời cũng khá nhiều cái điểm tương đồng, đó là một người nghệ sĩ. Chỉ có là cô Khanh đi đến sự nghiệp của mình đến giờ này, còn cái cô Hằng trên kia thì cô phải dừng lại. Và tại sao lại dừng lại? Đấy chính là vấn đề mà để góp một cái phần làm nên kịch tính của bộ phim đối với cô con gái của mình. Hơn ai hết thì bà Hằng là người đi trước, cô hiểu những cái chuyên chuyên trắc trở của nghệ thuật đối với một người phụ nữ để đi đến tận cùng con đường và làm nghệ thuật với một nữ diễn viên ở Việt Nam có muôn vàn những thử thách. Con mình có đi được không? Bản thân cuộc đời mình đã phải trả giá. Đó. Tim cũng phải rỉ máu mặc dù khát vọng đam mê vẫn còn nguyên. Đó thì mở đầu cho một cái để tạm gọi là gây mâu thuẫn tình huống, đó chính là
giống như cái tâm sự của cô nói cái mấy hôm trước, khi thấy con mình mà từ chối nghệ thuật mình vừa mừng nhưng cũng vừa buồn. Cô không nghĩ là Thảo Tâm ở trên phim này lại đột ngột quyết định đi theo con đường của mẹ, và chính cái điều đấy cũng gây sốc cho bà Hằng. Nhưng con mình đi theo cách nào mà sao đột ngột vậy? Nó yêu nghệ thuật từ khi nào? Cái gì làm cho con mình đột ngột yêu nghệ thuật đến thế và mãnh liệt đến như vậy, nhất là thời buổi ngày hôm nay? Thì cái này nó đúng là đời sống. Thì cái sức hấp dẫn với riêng cô Lê Khanh đóng phim này là nó có tính đời sống. Mọi khi phóng viên rất hay hỏi là bộ phim này có mang tính đời sống không, hoặc bộ phim này có đi vào cuộc sống không. Thì cái vấn đề mạng và vấn đề đối diện với một cái lĩnh vực ngành nghề nó đầy chông gai, cũng vinh quang đấy nhưng cũng đầy mạo hiểm, vân vân. Người ta tiến lên bằng cách nào với quan niệm của những người trẻ ngày hôm nay? Đấy, thì cô Khanh đã diễn và đấy, nó cứ phức tạp như thế, vừa đồng hành, vừa muốn cản trở. À, đến phút chót, thì tại sao lại muốn đáng sợ đến như vậy? Thì nhường lời cho đạo diễn, bởi vì đây là chủ ý của đạo diễn. Còn ngoài đời cô Khanh là cố gắng lắm nhưng không làm được như vậy. Cũng chỉ có khuyên can con một cách tế nhị, nhẹ nhàng thôi. Nhưng ngày hôm nay khác, có những người mẹ không làm cách nào để làm cho con mình dừng lại, rất có thể làm như bà Hằng và còn hơn như thế nữa. Chắc là trả đầu tiên của bộ phim, cho nên là để khép lại cái phần giao lưu rất là ấm cúng này thì chắc là Tuyền sẽ nhờ Huy có thể gửi một lời chào chính thức cũng như là một lời nhắn nhủ đến với tất cả những khán giả đầu tiên, cũng như là những chia sẻ và hy vọng của bạn với tác phẩm này. Xin chào quý anh chị báo chí và tất cả mọi người có mặt trong cái buổi chiếu đầu tiên của Fanti. Em là Võ Điền Gia Huy và thật ra là chỉ người trong cuộc tụi em làm việc chung với nhau thì mới hiểu được là cái sự tâm huyết, cái sự cố gắng của tất cả mọi người đặt hết vào trong bộ phim nó như thế nào. Và tất nhiên là trong bộ phim này, nếu như mọi người xem có những cái sự lật cấn, có những cái sự mọi người cảm thấy nó không logic, đó là ý kiến của mọi người. Và nhưng mà em nghĩ ở trên phim trường cũng luôn luôn có những cái trường hợp đó xảy ra, là những cái sự tranh cãi và xung đột. Nhưng mà em nghĩ tất cả mọi người làm tất cả những điều đó là mọi người đang cố gắng làm tốt nhất cái chuyên môn của mình để cho ra một cái sản phẩm thật tốt. Và em rất là mong với cái sự trở lại nho nhỏ đây của em, cùng cái sự xuất hiện rất là đặc biệt của Thảo Tâm, cô Lê Khanh và Hồ Thu Anh, và lần đầu tiên bộ phim của anh Đi Nguyễn, và có sự góp sức của anh Linh nữa, thì em mong là được mọi người sẽ yêu thương bộ phim và giúp đỡ bộ phim có thể đến được với khán giả nhiều hơn. Và cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây.